Nguyện mấy hương màu này khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát vô biên chúng thánh văn và cả thảy thánh hiền duyên khởi đài sáng chói trùng đến vô biên cõi khắp sông cả chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề hết một bao thân này sanh về cõi cực làng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Sắc thân Như Lai đẹp mà trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bằng, đến nay con đảnh lễ sắc thân Phật vô tận. Trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương sức chi lớn nguyện lớn cấm độ chúng quần sanh. Khiến bỏ thân nóng khổ ấy sanh kia nước mắt vui, con này sạch ba nghiệp mà quý và tan tháng nguyện cùng ca chúng sanh đồng sanh nước cực làng. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Thường Tịnh Quang Tịnh Độ Di Đà Như Lai Pháp Thân Màu Thanh Tịnh Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai Thân Tướng Hải Vi Trần Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai Thân Trang Nghiêm Giải Thoát Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An Là Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Cận Giới Đại Thừa Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An Là Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Hóa Đến Mười Phương Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An Là Phương Tây Giáo Hạnh Ly Ba Kinh Tột Nói Bảy Chánh Khắp Pháp Giới
lương vừa ngung chiên đàn à, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngưỡng mong chư Phật thương mà chánh minh. Nam mô trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm, mà khi mãn bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phật Phạm thứ hai đến quân vô hiền lại có 16 vị Bồ Tát tại gia, hiền hộ Bồ Tát Thiện Tư Duy Bồ Tát Huệ Biên Tài Bồ Tát Quán Vô Trụ Bồ Tát Thần Thông Hoa Bồ Tát Quán Anh Bồ Tát Bảo Tràng Bồ Tát Trí Thượng Bồ Tát Tịnh Căn Bồ Tát
Trung Tu Bồ Tát Chế Hạnh Bồ Tát Giải Thoát Bồ Tát là những bậc thượng thủ các vị Bồ Tát này đều tuân theo hành nguyện của Phổ Hiền Đại Trí Thật Hành Vô Lượng Hành Nguyện quyền hành phương tiện đi khắp mười phương làm cá công đứng vào pháp tàng của chư Phật rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quang rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì đến huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh gia người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đêm pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lắm mau tham dục gốc sạch câu huệ hiến bày đức thánh tình điều phục chúng sanh tuyên thuyết diệu lý tích công lụy đức gây tạo phương điền đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành thục vô biên thiện căn cho trong tất cả cõi Phật đều có thể thì hiện như vậy như nhà ảo thuần biến ra ca hình tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng Bồ Tát này cũng lại như vậy đã thông đạt tâm tướng của chúng sanh cũng dường chư Phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền cả thân máu như ánh chấp phá tan lưới chấp toan vây ràng buồn qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện theo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiền có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sâu thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tống trì tam muội vẫn trụ sâu trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng vào khoảnh khắc đi khắp cõi phần được biện tài của Phật vào hạnh nguyện phổ hiện thông đà tiếng nói ca chúng sanh cai thì tật tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh rồi vơi vạn vần tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai hồ đề giống Phật khiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đóng đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại Bồ Tát như vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tất 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội
Phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ đứng Thế Tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả năng liền tự suy nghĩ ngày nay đứng Thế Tôn hiện sanh tướng nghiêm tình rạng rỡ uy nguy cõi nước trang nghiêm từ trước đến nay ta chưa từng thấy thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo vải hương quỳ gối chắn tay bành đứng phân rằng bạch đứng Thế Tôn hôm nay Thế vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật qua hiện về lai Phật Phật nhớ nhau Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật vì lai hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác vì sao lại có oai thần hiển diệu thù đạt như vậy cuối xin đừng Thế Tôn chỉ dạy bây giờ đứng phần bảo tôn giả năng lành thay ông vì thương xót lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cũng dường khang bậc ngã la bích chi phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuống đồng trong một thiên hạ vì sao vậy chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà đường độ thoát này a nan như lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm hiếm khi xuân hiền lời hỏi hôm nay của ông lời in rằng lớn gia của Như Lai rất khó suy lường không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp thân và các căn không có sanh diệt vì sao vậy định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thân tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này a nan ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có đức phật xuất thế hiệu là thế gian tự tại vương như lai ứng cùng đàn tranh giác minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư phật Thế Tôn đứng phần đó trụ thế hóa độ 42 kim vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp bây giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe phần thuyết giảng đạo lý tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ liền phá tâm vô thường chân chánh bèn trao ngôi vua theo phẩm xuân gia làm sa môn hiệu là pháp tạng tu hành bồ tát đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng
định huệ tâm thường kiến cố băng động tu hành tinh tấn đến chưa đứng phần đành lệ quỳ gối chắp tay tán thán Phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian công ngài sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hỏa châu lu mờ cả thế tôn diễn thuyết một âm thanh tùy loại hữu tình thấy thông hiểu lại hay hiền sáng thân đẹp đẽ tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa Pháp âm đến vô biên cõi thuyền dương Pháp giới định tinh thần thông đà rộng sâu pháp nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quân sanh hay cứu tấn ca sự khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thị giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật giả sư cúng dường hằng xa thanh không bằng kiến vọng cầu chánh giác nguyên an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thắng trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an là thường vẫn từ tâm cư hữu tịnh độ vô tận vô biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu xin Phật thánh trí chứng biết cho dù cho thân nát trong can khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi phần thứ năm chi tâm tịnh tăng pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch đức Phật rằng bạch đức Thế Tôn con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường chánh giác giữ nguyện làm Phật tấn được như Phật nguyện đứng Phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tự mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt hào quang sáng chói tiếng tâm đủ độ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật khá có đường chẳng đứng Phật thế gian từ tại vương liền nói với phàm tăng rằng thi như có người lượng nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tinh tấn không dưng quyết sẽ được kết quả vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người từ suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế người nên tự biết với việc thân tịnh coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch đứng Thế Tôn điều ấy quá sâu rộng không phá
Chúa con hiểu đường cuối, xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật. Khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể nguyện, con mới được viên mãn. Đừng Phật thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng, liền nói công đức tình rộng lớn viên mãn cõi nước của 210 ức đức Phật. Đúng theo tâm nguyện ông mong muốn, trải qua ngàn ức năm bây giờ pháp tạng tỳ khéo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thượng thù thắng nơi cả cõi sâu đẹp hiện của trời. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện, tính cần cầu tiến kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ. Năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm, rõ ràng thông số thanh một nữ Phật. Khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai, thế từ tại vương cuối đào lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn. Có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ tròn đủ vô lượng đại nguyện. Phẩm thứ sáu phán đại thế nguyện phán tàng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề thành đàng chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài, nếu có chúng sanh trong ba đường an cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tấn thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nương. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng rồng đủ 32 tướng tô đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trực tân ca đồng một dung nhan, nếu có toan sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật ca chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con, đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật. Nếu không như vậy thề không
Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi, con được thần thông tự tại Ba La Mật Đa trong khoảnh khắc. Nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi, con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình. Nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn, thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng, giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm, nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới đều không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thề không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con phát tâm bồ đề tu các công hạnh, hạnh sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghe đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tìm đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được vẫn thôi chuyện. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nước con phá tâm bồ đề kiên cố không thôi lui trong các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc đều được gọi ý. Nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm ca điều lành, lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con màng chung không lạc vào ba đường an. Liền sanh về nước con, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm bồ đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Cả loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen
gian. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành. Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, phạm hạnh nếu không được như vậy thề không thầm chánh giác. Khi con thành Phật, nước con không có tên ba đường, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất men. Hương thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận, nếu con khởi tư niệm tham đắm thân sao thề không thành chánh gia. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sang, thân tự huân thay trí huệ biện tài không cùng tầng. Rồng nói các pháp biểu giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh bổ sư, trừ khi phá nguyên rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Khuyến pha tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện vô hiền quý sanh vào thế giới khác hành lìa thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền lên. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vàng bạc trong cõi nước con đều trang nghiêm, thanh tịnh sáng chói hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp. Về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô lượng cây cành trong cõi nước con cao trăm ngàn, gió tuần cây làm đào tràng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phong cùng có thể biến rõ, nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật. Tuy ở nơi cây bao cũng được thấy rõ, vàng tưởng như xem trong gương, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện
lầu các ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh nếu không được như vậy thề không thành chánh giác khi con thành và các bằng bồ tát trong mười rồi đều đưa tánh tình giải thoát vô đăng tam mùi các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong đình y nếu không được như vậy thì không thành chánh giác khi con thành và các bằng bồ tát ở thế giới khác nghĩa dành con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu bồ tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi phật pháp mà không chứng được bấm thôi chuyển thề không thành chánh giác phẩm thứ bảy khuya thành chánh giác này á nan bây giờ tỳ kheo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài tụng con làm nguyện hướng đời tất đến đạo vô thượng nguyện này nếu không toại thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng khổ khiến các quần sanh kia đêm dài không ưu não phát sanh các căn lành thành tựu quả bồ đề con nêu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đưa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đem tâm đại bi lời ích ca quần sanh ly dùng sâu thiền định tình huệ thu phan mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cứ khỏi ca ánh nạn dính sanh khổ tam đồ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trì huệ chứng được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành vì chúng khai tàn pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm ca thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi thuyết pháp xưa từ hồng rộng độ các hữu tình viên mãn lời phát nguyện tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tựu đại thiên tại chân động ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chân đồng sáu cách hoa trời rơi khắp mâm nhà tự trói không trung vang lời khen quyết chất thành vô thường chánh giác phẩm thứ tám tích công lụy đinh này a nan phan tàng tỳ kheo ở trước như lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thề nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt tăng diệu kiến lập vinh viễn tuyệt không hư hoài không miên đời trong vô lượng kiếp phun trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đạo
chẳng đắm sâu trần, chỉ chuyện nhớ nghĩ chư Phật thuở quá khứ đã tu căn lành. Hành hành tình tình xa lìa luôn dối, chừng để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biệt đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh. Chi nguyện không mọi thanh từ khác nhận đối với ưu tình nói lời từ kính lệ cùng kính tam bảo phụng sự sự trương. Không giả dối nên nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam muội thường tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi. Giữ gìn ý thanh tịnh không nhiễm nếu có quân thanh sớm làm quyên thuộc răng bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu hoặc làm trương giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thanh vương hoàng làm vua trời cõi lục dung cho đến phạm vương cung kính cung dường chư Phật chưa từng giáng đoàn. Nhưng công đơn như vậy chẳng thể kể hết, miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn, hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sanh tương cũng đoan im đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nè đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô tầng tầng cá đồ cần dùng đẹp đẽ tối thường để lợi lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đã la tam miếu tam bồ đề phần thứ chín thanh tư biến mạng này a nan phàm tàng tỳ kheo tu hành bồ tát tích công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thề. Thành tựu viên mãn như thần an trụ cụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá nàng nghe đức Phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đức thế tôn phàm tạng bồ tát chứng bồ đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới cảnh đức thế tôn nói đức Phật như lai kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiện ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc. Phàm tạng thành Phật hiểu là Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chúng mà Bồ Tát thanh văn cũng kính vậy quan. Phàm thứ mười điều nguyện làm Phật lúc đó
trăm trường giả biết được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía. Họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành phần đều như Đức Phật A Di Đà. Đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành phần đời trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường. Bốn trăm ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta nay lại đến cúng dường ta. Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước im tinh này a nan, cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt, không có nhân từ khổ nạn ác thú mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi. Không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai gông đá sỏi núi thiết phi núi tu gì đất đá núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi. Bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới. Khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa Phật bạch Đức Thế Tôn, nếu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này a nan. Trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn bạch Đức Thế Tôn. Do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được. Đức Phật hỏi A Nan bất tư nghị nghiệp ông có thể biết chẳng quả bao thân ông bất khả tư nghị nghiệp bao chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị, thanh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị. Đừng được chúng sanh công đức thiền lực tru hành nghiệm địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả Nan thứ bành đứng thế tôn nghiệp nhân và quả đời sau nên thưa hỏi lời này. Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này a nan, ngoài thật và quang minh của Phật A Di Đà thôi tôn đệ nhất quang minh của chư Phật khác không sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phu cũng lại như vậy. Hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vàng ứng do tuần hào quang cán đứng và khác hoàng chiếu đến một hai coi Phật hoặc trăm ngàn coi Phật chỉ có hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật. Hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần về bốn nguyện công đức đời trước cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên
Phật tự có hạn lương. Quang minh đơn Phật A Di Đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng, nhưng nguyện tôn quý trong cả cảnh sáng nên Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đẳng quang, Phật trí huệ quang, Phật thường chiếu quang, Phật thân tịnh quang, Phật hoan hỷ quang, Phật giải thoát quang, Phật an ổn quang, Phật siêu nhật nguyện quang, Phật bất tư nghị quang. Quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh, nào gặp được quang minh này thì tội tiêu diệt điều lành phá sanh thân ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực. Thấy được quang minh này liền được dừng khổ mãn chúng, được giải thoát chúng sanh, nào nghe được ngoài thần không mà đức quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc. Phẩm mười ba thọ mang đại chúng vô thượng này á nan đức Phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được, lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bằng nhân, trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tăng ca tinh cầu trong đại thiên thế giới và sử chúng sanh trong mười phương. Tất cả đều chứng qua duyên giác, mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên, đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đếm được, ngàn vạn phần cũng không bằng một số phần thành văn trong phần hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi, rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả, chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị, một kiện liên tay còn biến được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thì dù mà biết được. Phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cực là có nhiều cây, bao có cây thuần bằng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ phát mỹ ngọc mã não, hoặc do một thưa máu mà thành, hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiềm thành gốc thân cành, do báo này thành hoa lá quả, do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô phất làm lan mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả, lại có cán cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả, mỗi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thẳng nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa
sắc rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xiết. Khi gió lay động phát ra âm thanh vi diệu, các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương. Phẩm mười lăm Bồ Đề Đạo Tràng, cây Bồ Đề nơi đạo tràng cao 40 vạn dặm chu vi rộng 5000 do tuần cành la bốn phía 20 vạn dặm cho các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sum sê chói sáng cùng khắp. Lại có ca ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng ca cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trân diệu trăm ngàn vàng sắc dân mắt trên không vô lượng tia sáng. Vàng chiếu lẫn nhau rắn vi diệu tân ca trang nghiêm tùy hiện nên gió nhẹ thôi đến lay đồng cành la phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp vang khắp căn cõi Phật âm thanh du dương hòa nhã tối thắng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây Bồ Đề, nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng, nghĩ đến công đức của cây thì sao tăng thanh tình không có náo loạn trụ vào bất thôi chuyển cho đến khi thành Phật. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Này a nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm cán Phật sự như vậy là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm mười sáu nhà cửa lầu gác chán đường tỉnh xá lộ quán lan can nơi coi Phật vô lượng thọ cũng do bay bao tự nhiên hóa thành. Lại có bạch châu ma ni nghiêm sức sáng chói không bị được cung điện của Bồ Tát cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tùng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tùng thọ thánh kinh hành những vị tư đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàn. Tư đà hàm a na hàm hoặc a la hán vị chưa chứng a duy việt trí thì chứng a duy viễn trí ca về ấy từ niệm đạo thuyết đạo hành đạo đầy đủ pháp hệ. Phẩm mười bảy suối ao còn đứng hai bên giang đường có ao suối chạy quanh ngang dọc sâu càng bằng nhau hoặc mười hai mươi hoặc trăm ngàn do tuần phận lặng thơm sạch nước đủ tám công đức. Đền bờ có vô số cây chiên đàn cày trái các tường hoa quả thơm to chiếu sáng rừng rỡ lá dày che khắp trên ao tỏ ra các mùi thơm hương thơm thoáng trong gió theo nước bay xa thế gian không vi đường. Cán ao bằng bày bao đáy vàng cán vàng cán hoa sen la ban đàm ma câu vân đầu phấn đà lợi nhiều màu rừng rỡ khắp trên mặt nước chung sanh muốn tâm nếu muốn nước đến chân đến gối đến lưng
Đến cổ hoàng muốn rơi thâm thâm, muốn lạnh muốn ấm chạy mạnh hay từ từ nhất nhân theo ý muốn giúp pha giận tanh phá mê khai ngộ sạch sẽ yên tình các bao dưới đầy phản chiếu khắp nơi sống gần lăng tăng phá ra bồ lượng âm thanh vi diệu đạo tiếng tam bảo tiếng ba la mật tiếng chỉ tức tịch tình tiếng vô sanh vô diệt tiếng thập lực vô ý tiếng vô tánh vô ta vô ngã tiếng đại từ bi hỷ xa tiếng cam lộ quang đánh thọ về khi nghe các âm thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt chánh trực bình đẳng thành tục căn lành y muốn nghe pháp nào chỉ có pháp độ phát ra nếu không muốn nghe nữa liền im lặng vĩnh viễn không thối tâm bồ đề những người trong mười phương thế giới được vãng sanh đều từ trong hoa sen ở ao thân bảo được thân pháp tánh thể chất bất sanh bất diệt không còn nghe tên khổ nào khổ nạn của tam đồ giả dù còn không có muốn là có khổ chỉ có tiếng vui thinh tự nhiên do vậy nước nó gọi là cực lạc phẩm mười tám hiếm có siêu vượt thế gian dung sẵn chúng sanh ở nửa cưng là lòng lấy hơn hẳn thế gian đồng mô hình thế không có tương sai biệt khi vì thuận theo lệ lối các phương khác nên có tên thiên nhân này a nan ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ chàng ha có thể sanh bằng không đế vương nếu so với chuyển luân thánh vương thì thô bị xấu xí như kẻ ăn xin chuyển luân thánh vương ngoại tướng bậc nhân nếu so với vua cung trời đau lời lại càng xấu tệ trời đế thích so với cõi trời thế trăm ngàn lần coi trời thứ sáu tuy dung màu xinh đẹp ngàn vạn lần làm sao sanh bằng dung sắc của Bồ Tát thanh văn ở cõi cực lạc được đến như cung điện y phục ấm thật như là những vật ở cung trời tha hoa từ tay còn như hoài đứng phân vị thần thông miên hoa của họ thì gấp trăm ngàn vạn ưng lần hơn tất cả cõi nhân thiên không thể tính nổi được a nan nên biết coi nương cực là của Phật Vô Lượng Thọ có công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn như thế phẩm mười chín thọ dung đầy đủ lại nửa chúng sanh ở thế giới cực lạc hoàng đã sanh hoàng đang sanh hoàng sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy dung tướng màu đoan nghiêm phương đường vô lượng trí huệ sáng suốt thần thông tự tại thọ dung phong túc cung điện phục sức hương hoa phàm cái tất cả đều trang nghiêm các sự cần dùng đều theo ý muốn khi muốn ăn chèn bát bằng bay báu tự nhiên hiện ra trăm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn chỉ thấy sắc người hương ăn bằng ý tưởng sắc lực tăng trưởng không có đài tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng
còn tham luyến hương vị. Dùng rồi liền biến mất đến giang, lại hiện ra lại có nhiều y phục bao đẹp dài, mũ áo bằng anh lạnh trăm ngàn màu sắc sang chói vô lượng. Tất cả tự nhiên mặc vào tân nhà cửa xứng với hình sắc. Lưỡi bảo dặn trên không linh bảo treo thắm đẹp đẽ là lùng bóng loáng sang người hình sức tráng lệ lầu cáng lan cáng mái hiên điện đường rộng hẹp vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc giữa không trung hoặc trên đất bằng. Thanh tình yên ổn vi diệu an vui thì hiện đến đầy đủ. Phẩm hai mươi gió đứng mưa hoa cõi nước đứng Phật đó đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lay động lưới văn và cán cây bao phán ra âm thanh vì diệu diễn nói pháp khổ không vô thường vô ngã. Cán ba la bằng lưu vô vàng thứ rồi phiền não tập khí tự nhiên không khởi gió chạm vào mình an hòa dễ chịu như vị tỳ kheo chứng được diệt tận định. Lại thôi mây hàng cây bao thổi hoa tụ lại từng loại màu sắc trải khắp mặt đất thứ lớn theo sắc không có tạm loạn êm dịu sáng sạch như đâu la miên chân đi lên lung sau bổn long tài. Khi dở chân lên lại bằng phẳng như cũ qua khỏi giờ ăn hoa ấy tự mất mặt đất xanh sẽ lại mưa hoa mới tùy theo thời tiên rơi cùng khắp như trưa không khác như vậy sáu lần mỗi ngày đêm. Phẩm hai mươi mốt sen bao và quang lại có nhiều hoa sen báo cùng khắp cả nước mỗi mọi hoa báo có trăm ngàn ức cánh ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc hoa xanh thì ánh sáng xanh hoa trắng ánh sáng trắng vàng đỏ tiêu huyền màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy lại có vô lượng nhiều bảo trăm ngàn mani lấp lánh kỳ lạ sáng chiếu như nhân nguyệt hoa sen to lớn hoặc nửa gió tuần hoặc một hai ba bốn cho đến trăm ngàn gió tuần trong mỗi hoa sen phán ra ba mười sáu trăm ngàn ức tia sáng trong mỗi ánh sáng có ba mười sáu trăm ngàn đức Phật sắc thân tự kim tướng có khổ đặc mỗi mỗi đứng vang lại phóng ra trăm ngàn hào quang chiếu khắp mười phương nói pha vì diệu chữ Phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo. Phẩm hai mươi hai quyết chứng cực quả lại này A Nan coi nữ đứng phần đó có cảnh tối tâm đèn đuốc nhật nguyệt tinh tố ngày đêm cũng không có tên năm tháng kim số lại không có sự tham đắm nhà cửa mọi nơi không có danh hiệu tiêu thân cũng không có nhà ở riêng biệt chỉ có sườn thọ thanh tịnh an là tối thượng nếu có trai lành gái tính nào hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh đều an trụ nơi chánh định quyết sẽ chứng được a nào đã la tam miệu tam bồ đề tại sao vậy nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả
hóa để sanh về cực lạc đường. Phẩm 20-30 phương chư Phật tan tán lại nữa, năng hằng hà xa số thế giới ở phương đông, trong mọi thế giới có hằng xa đức Phật xuất tương lưới rộng dài. Phóng vô lượng quang minh nói lời thành thật khen ngợi trong đức bất khả tư nghị của đức Phật vô lượng tỏ hằng xa thế giới. Chư Phật ở chính phương ca cũng đồng sinh tan như thế, tại sao vậy? Vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu đức Phật vô lượng tỏ phán tâm tăng tình nhớ nghị thọ trì quy cúng dường cho đến phan một niềm tình tin. Nếu có căn lành nào chí tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi cực lạc ấy, tùy nguyện vãng sanh được, 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 vãng